Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, sau đó bấm vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Đàn bà sở hữu những đặc điểm này độc ác vô cùng, vô phúc nếu lấy phải. Đối với người phương Đông chúng ta, danh từ ác được dùng theo nghĩa trái với cái thiện. Cái gì bất thiện là ác. Trong tướng pháp, ác tướng là tướng hại người. Tiện ác không những hại người mà còn hại cho chính mình và những người thân yêu của mình. Đàn bà ngày xưa khuê môn bất xuất nên tướng tiện ác là tướng hại nhất cho chồng, cho con, và cuộc đời phải chịu nghèo khó vất vả. Hầu hết các tướng cổ điển chỉ lưu tâm đến các loại nét tướng của đàn ông mà thôi, còn các nét tướng của đàn bà hầu như không được chú trọng, hoặc thi thoảng có đề cập đến nhưng cũng chỉ trong một phạm vi hạn hẹp mà thôi. Sở dĩ như vậy là vì trong xã hội cổ truyền nông nghiệp, đàn bà chỉ lo việc gia đình, mọi công việc ngoài đời đều do đàn ông đảm nhiệm. Nên nói đến tướng, chúng ta nghĩ ngay đến tướng đàn ông để dự đoán xem tương lai của người đàn ông trong xã hội sẽ thành công hay thất bại, phú quý hay bần tiện. Kế đó, nếu đi sâu vào vận mạng của đàn ông hơn thì ta xét đến đường gia đạo của người đó, xem vấn đề vợ con ra sao mà thôi. Xem tướng đàn bà trong các điều kiện văn hóa, xã hội kể trên nên chỉ coi là về phần tướng, về phần gia đạo của người đàn ông mà thôi. Như vậy, không thể coi đó là xem tướng đàn bà một cách thực sự, mà đó chỉ là quan sát đàn bà để giúp cho đàn ông nắm vững gia đạo mà thôi. Người xưa có câu tướng bởi tâm sinh, được hiểu là tâm tốt thì tướng sẽ đẹp. Trong đó, thần chính là khí chất, là tinh thần của con người. Hình chính là ngoại hình, tinh hợp thì thần sinh thì hình đầy đủ. Bởi vậy, tâm tính và phẩm chất của một con người sẽ biểu hiện qua những nét đặc trưng trên cơ thể và khuôn mặt. Trong nhân tướng học cho chúng ta biết, muốn biết một người hiền lành, tốt bụng hay nham hiểm, độc ác, hãy nhìn vào cơ thể của họ. Qua các đặc điểm trên khuôn mặt như trán, mắt, mũi, tai, đến các đặc điểm khác trên cơ thể như đầu, tay, lồng ngực, ngón chân, vân vân, chúng ta có thể khám phá ra được tính cách của một người. Những đặc điểm này cũng đã được khoa học chứng minh và chúng ta có thể áp dụng xem cho cả nam và nữ giới. Người xưa quan niệm rằng cái đẹp của thế tục và cái đẹp của tướng học trong tướng pháp đàn bà. Giữa cái đẹp của tướng học và tướng pháp đàn bà cũng có một phần tương đồng với nhau, nhưng lại có một phần hoàn toàn khác nhau. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng kênh Tử Vi đi tìm hiểu đàn bà sở hữu những đặc điểm nào thì được coi là ác tướng. Đầu tiên, với những người đàn bà sở hữu mũi diều hầu là những người ác tướng. Thực chất, mũi diều hầu, mũi quặm, mũi quặp, mũi két chỉ là cách gọi khác của cùng một dáng mũi mà thôi. Theo quan điểm thẩm mỹ thì đây là một dáng mũi xấu, khiến cho khuôn mặt trở nên hung dữ, kém duyên, mất thiện cảm với những người xung quanh. Nhận ra mũi diều hầu hay mũi quặm không quá khó, dù nhìn trực diện hay nhìn góc nghiêng đều có thể thấy rõ thông qua một số đặc điểm như sau. Khi nhìn trực diện thì phần sống mũi nhô cao, hơi trơ xương, đầu mũi dài, cong xuống, cánh mũi rộng, to, lộ rõ phần lỗ mũi thô và xấu. Nếu quan sát kỹ thì có thể phần chóp mũi quặp che đi một phần môi trên, nên nhiều người gọi là mũi dòm mồm. Khi nhìn góc nghiêng bên trái hoặc bên phải thì phần đầu mũi quặp xuống lại nhỏ, nhọn, giống như hình mỏ chim. Có lẽ vì vậy đây được gọi là dáng mũi chim ưng. Với những người đàn bà sở hữu mũi diều hầu thì sẽ có những đặc điểm sau đây. Thứ nhất, thâm hiểm, mưu mô. Đa phần đàn bà có mũi diều hầu thì sở hữu những tính cách thủ đoạn, bất chấp để đạt được lợi ích cho bản thân, ngay cả khi ảnh hưởng xấu tới người khác. Vì vậy không nhiều người hài lòng và có thể muốn chơi cùng với người đó. Những người dáng mũi két, mũi diều hầu biết suy tính lo xa nhưng lại là người tham lam, nên dùng đầu óc thông minh để toan tính hại người. Đặc điểm thứ hai, lật lọng không đáng tin. Với những người sở hữu mũi diều hầu, sự nghiệp long đong lận đận, khó thăng tiến xa vì bản tính thủ đoạn ác độc. Trong làm ăn và các mối quan hệ xã hội, đối tác thường không tin tưởng, không hợp tác vì thói lật lọng. Hậu vận và tương lai sẽ trở nên xấu, cuộc sống
cơ cực vất vả, nhất là về cuối đời, khó khăn không ai quan tâm, lo lắng. Hơn thế nữa, người sở hữu mũi diều hâu, môi mỏng còn có tính cách xấu là hay ở ngoài công kích, gây xích mích cãi vã cho những người xung quanh. Đặc điểm thứ ba, dễ nổi nóng, không trung thủy. Với những người sở hữu mũi diều hâu thì hôn nhân không được thuận lợi, cuộc sống gia đình hay xảy ra cãi vã, xích mích, không kiềm chế tốt thì rất dễ đổ vỡ. Mũi khầm của phụ nữ thể hiện tính lăng nhăng, không trung thủy, đặc biệt mũi kép mồi mỏng thì nên thận trọng khi lấy làm vợ. Với những người phụ nữ có tướng mũi diều hâu, chẳng vì thế mà hình ảnh của bà phù thủy trong phim hoạt hình thường sở hữu chiếc mũi này, bởi nó chính là sự độc ác, ghê gớm, nham hiểm. Trong sách nhân tướng học có ghi: tị hữu tam loan, kỷ nhân tất gian, tức là mũi mà nghiêng vẹo thì chủ nhân sẽ gian xảo. Theo nhân tướng học, những người phụ nữ có tướng mũi này rất độc ác, dùng tất cả mọi thủ đoạn để mang về cái lợi cho mình, bất chấp cả tình nghĩa. Những người có tướng mũi này có thể tiền vận, trung vận, giàu sang, nhưng hậu vận lại dễ thất bát, con cái phá phách, tính tình dễ nổi nóng. Đặc điểm thứ hai của những người đàn bà sở hữu nét ác tướng, đó chính là những người có hồ gầu cao, rộng như đàn ông. Theo quan điểm của Á Đông thì phần cổ là thiên trụ, tức là cây cột chống đỡ toàn thể ngôi nhà cho thân hình con người, cho nên phải có cổ dài, cổ ngắn để phối hợp với kẻ béo, kẻ gầy, có nhỏ, có lớn để phối hợp với những người cao, kẻ thấp. Xét một cách tổng quát thì cổ này nở, tròn, cứng, mạnh là tướng tốt, chủ về phú quý, thọ trường. Cổ mảnh rẻ nhưng lệch về một bên, chủ về yểu mạng. Người mập cổ không nên dài, người gầy cổ không được ngắn, nếu ngược lại đó là những điều không tốt. Trong sách nhân tướng học có ghi: người gầy cổ ngắn gặp tai ương, người mập cổ gầy tất yểu vòng. Tuy nhiên sự dài ngắn cũng phải có giới hạn nào đó, nếu cổ dài như cổ cò, ngắn như cổ lợn thì lại bất hợp cách. Một điểm cần lưu ý là dù cổ lớn hay cổ nhỏ, dù dài hay ngắn đều không nên lộ hầu, vì lộ hầu chủ về gian truân, trì trệ. Riêng cổ của phụ nữ thì phải cao, tròn, cổ kiêu ba ngấn, phải cân xứng với thân thể. Đàn bà đại kỵ cổ thấp, ngắn và lòi xương, vì cổ nhân cho rằng đó là tướng hình phù khắc tử, cô độc quá bụa. Những người phụ nữ này thường có tướng ác, thích bới móc soi mói người khác. Họ là những người có thói đâm bị thóc, chọc bị gạo. Khi kết giao hoặc kết hôn với những người phụ nữ này thì điểm tuyệt đối đó chính là không nên tin tưởng và thường xuyên kết giao với họ, nếu không sẽ chịu rất nhiều tổn thất. Với những người này, bên ngoài miệng thì luôn ra vẻ nghiêm chỉnh, đứng đắn, nhưng trong thâm tâm lại đi bới móc, soi mói người khác. Tướng người phụ nữ này ích kỷ, đặt lợi ích của cá nhân mình lên hàng đầu. Chỉ cần bạn có giá trị lợi dụng trong đời sống hôn nhân, họ thường gây ra áp lực với những người đàn ông sống bên cạnh mình, hay đòi hỏi, làm cuộc sống hôn nhân thường trở nên căng thẳng và mệt mỏi. Nét tướng số 3 của những người sở hữu tướng ác độc, đó chính là mắt tam giác, nhiều lòng trắng. Khi đứng về phương diện ngũ quan thì mắt được gọi là giám sát quan. Đôi mắt là đại diện cho tâm hồn, mắt đại diện cho thận, lòng đen đại diện cho gan, lòng trắng đại diện cho phổi. Nếu như lòng trắng nhiều hơn lòng đen thì cho dù có là người đẹp thì cũng là kẻ bạc tình, lợi dụng người khác, thủ đoạn ác độc, giết người không dao. Nội tâm của những người có nét tướng này thường âm u, khắc bạc với mọi người. Nếu mắt lộ hung quang thì cả đời sẽ phải chịu đà đoàn. Những người phụ nữ ác tướng này thì tính tình hiểm ác, gian xảo, đều là những người sở hữu mắt tam giác. Mắt tam giác là mí trên, mí dưới đều hợp thành một góc nhọn, sắc ở phần phía đuôi, trông giống như hình tam giác. Người có tướng này thường sống rất thực dụng từ rất sớm. Họ suy nghĩ quá nhiều về lợi ích của bản thân, cũng như tiền bạc và danh vọng. Họ không quan tâm đến thái độ, cảm xúc của những người xung quanh, nhưng lại biết cách lịnh bợ, lấy lòng người khác để thu lợi cho bản thân. Những người này lòng dạ đầy mưu mô, toan tính, khiến cho nhiều mối quan hệ gần gũi, thân tình cũng trở nên bất hòa. Họ rất thâm hiểm, dùng mọi thủ đoạn để có tiền và có lợi cho bản thân. Trong tướng pháp có câu: mắt tam giác ẩn tàng độc hại. Trong đầu của những người sở hữu mắt tam giác luôn bị ám ảnh bởi tư tưởng hại nhân tổn vật.
nếu là đàn bà thì khắc phu hại tử. Bàn về đàn bà có mắt tằm giác thì trong sách có ghi, đàn bà có mắt tằm giác thường hay cáu khỉnh làm hại đến chồng. Mắt tằm giác có hình như lưỡi dao nên được gọi là sát phu chi dao. Phụ nữ sở hữu mắt tằm giác lại thêm nhiều lòng trắng hơn lòng đen thì sự độc ác lại càng lớn hơn nữa. Nhân tướng học cũng chỉ ra rằng mắt tam bạch hay còn gọi là mắt ba tròng phần lớn là lòng trắng nhiều hơn lòng đen, còn mắt tứ bạch là phần tròng trắng lấn áp hơn hẳn. Người sở hữu mắt này thường hay toan tính, lòng dạ nham hiểm, khá nhiều tham vọng, luôn đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu. Khi có chút thành công, người này sẽ càng tự cao và tự đại. Đặc điểm nét thứ tư của những người sở hữu tướng ác độc đó chính là xương lông mày nhô ra, lông mày đậm, ánh mắt dữ dằn, đuôi lông mày hơi vếch lên. Người xưa thường nói, người khôn con mắt dịu hiền, người dại con mắt láo liên nhìn trời, người khôn con mắt đen sì, người dại con mắt lửa chì lửa than. Hay những người con mắt lá dăm, lông mày lá liễu đáng trăm quan tiền. Trong tướng học cổ đại cho rằng mắt được coi là cửa sổ tâm hồn, mày được coi là đặc trưng cá tính của người đó. Nói cách khác, lông mày là thể hiện cá tính của người đó, còn đôi mắt để lộ ra cái thần thái, thể hiện ra cái thiện và cái ác, chính và tà của một người. Thần thái của đôi mắt thể hiện ra cho chúng ta biết cảm xúc như yêu, ghét, thù, hận, vui, mừng, buồn, đau, bi, lụy. Người ta cho rằng lông mày được coi là cái định sẵn, đôi mắt được coi là những hành vi thực hiện. Ví dụ, người có gò lông mày nhô cao, lông mày khi nhìn vào có cảm giác bị đè nén, che mất mắt giống như mắt bị sâu vào trong, khiến mi mắt trở nên nhỏ hẹp, thì vận khí trung niên sẽ gặp nhiều trắc trở. Những người có kiểu mắt này thường có tính cách nóng vội, hẹp hòi, không tin tưởng người khác, khiến nhân duyên sẽ không được tốt. Trong nhân tướng học, phụ nữ sở hữu cặp xương lông mày nhô ra thường là nét tướng của nam giới. Người phụ nữ này thường mạnh mẽ, nam tính, cục cằn, thô lỗ. Trong cuộc sống, người phụ nữ này thường có cá tính khá độc lập, quyết đoán, đôi chút ương ngạnh và bảo thủ. Những người phụ nữ sở hữu một đôi lông mày đậm thường là những người cực kỳ nóng nảy, bộc trực, quyết đoán, thô lỗ và hung dữ. Trong cuộc sống, những người phụ nữ này rất mạnh mẽ. Khi họ nói một là một, hai là hai, khó có thể thay đổi được ý định của họ. Nếu phụ nữ vừa có lông mày đậm, xen lẫn ánh mắt dữ tợn thì chúng ta nên tránh xa, bởi người phụ nữ này vô cùng nguy hiểm, có thể làm tổn thương bất kỳ ai nếu như họ không ưa người đó. Đặc điểm thứ năm của những người sở hữu tướng ác độc đó chính là những người sở hữu bộ răng khớp khiểng hay còn gọi là răng quỷ. Răng quỷ là hàm răng lộn xộn lệch lạc, mọc không theo đúng trật tự do kích thước các răng không đồng đều, dẫn đến sự mất thẩm mỹ nghiêm trọng cho gương mặt. Đặc điểm của hàm răng quỷ chính là răng nanh và răng cửa khớp khểnh không đều nhau, môi vẩu lộ răng. Những người này sống thường rất giả dối, hành vi và lời nói thiếu thành thật. Phụ nữ có tướng như vậy thường không phải là người tốt. Trong cuộc sống, họ hay so bì tính toán với người khác. Kết bạn với những người phụ nữ này sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy bất an, vì họ là những người rất lắm mưu kế, thích gây chuyện thị phi. Đặc điểm tướng số 6 của những người ác tướng là những người sở hữu đôi mắt hình móc câu, lông mày đứt đoạn. Trong nhân tướng học, đôi mắt là phần giao nhau giữa mí mắt trên và mí mắt dưới. Thông thường đôi mắt có dạng thẳng, song nếu nó có hình móc câu, mắt lại tròn, thì trong nhân tướng học gọi đó là tướng đuôi mắt hình móc câu. Ngay ở cái nhìn đầu tiên, họ đã không tạo ra cho chúng ta cảm giác an toàn. Phụ nữ có đuôi mắt như vậy thường rất hay đáo để, suy nghĩ tiêu cực. Khi trò chuyện với mọi người, họ không nhìn thẳng vào người đối diện và ít bộc lộ cảm xúc. Tướng mắt này không thành thực, họ có thể dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của riêng mình. Lông mày đứt đoạn chính là lông mày mọc lộn xộn, không theo hàng, theo lối. Còn đuôi lông mày thưa, mảnh, chỉ dài tới giữa mắt. Những người phụ nữ như thế này thì tính tình thường thay đổi, sáng nắng chiều mưa, gió chiều nào ngả chiều đó, lòng dạ rất hẹp hòi. Chúng ta cần phải cẩn trọng khi giao tiếp với những người có kiểu lông mày này,
bởi họ rất coi trọng lợi ích cá nhân của mình. Đặc điểm thứ 7 của những người đàn bà sở hữu tướng ác độc, đó chính là người sở hữu xương gò má nhô cao. Các cụ người xưa có câu: đàn bà gò má cao, giết chồng không cần dao. Từ thời xa xưa, những cô gái bị đánh giá là có gò má cao thường bị xét vào tướng xấu, không bao giờ trở thành đối tượng lý tưởng để chúng ta kết hôn. Trong nhân tướng học, vùng má thể hiện ra tính cạnh tranh và uy quyền của một người. Người có gò má cao thường có thái độ chủ động, quyết liệt trong các cuộc cạnh tranh, nên có ưu thế trong việc giành lợi ích về mình. Trong cuộc sống hàng ngày, họ biết cách thể hiện, làm nổi bật bản thân trong đám đông. Những người này bẩm sinh đã ưa quyền lực, có bản lĩnh điều hành, dẫn dắt người khác. Từ đó họ có thể trở thành một nhà quản lý giỏi, một lãnh đạo tài năng, hoặc một người thích tranh giành hơn thua hay lấn lướt áp đặt người khác. Tuy nhiên, trong thời đại phong kiến xưa, khi mà quan niệm trọng nam khinh nữ còn nặng nề, thì những người phụ nữ mạnh mẽ, có tài cán và đôi khi lấn át cả chồng bị coi là vô phúc, không còn phù hợp với quan niệm truyền thống thuyền theo lái, gái theo chồng của các cụ. Chính vì lẽ đó, cuộc sống gia đình dễ dẫn đến bất hòa, xích mích. Gò má cao bị xem là đặc điểm khác với chồng. Nhưng trong thực tế, gò má cao được chia thành hai loại gò má: gò má cao lộ thịt và gò má cao lộ xương. Trong dân gian, phụ nữ có gò má cao sát chồng nhưng lại không có mô tả rõ, nên chúng ta thường hay nhầm lẫn. Thực tế, tướng phụ nữ có gò má cao do thịt đầy đặn chảy xuống vùng dưới mắt gần với mũi, lại là những người đảm đang tháo vát, có thể giúp ích cho chồng. Những người phụ nữ ấy trong gia đình chính là mẹ hiền, vợ đảm, nhưng ngoài xã hội lại mạnh mẽ, không ngại tranh đấu để bảo vệ chồng con. Chỉ có những người phụ nữ khi nhìn chính diện thì xương má bệnh ra hai bên, nhìn nghiêng thì xương má vuông, tựa như có góc nhọn nhô ra phía sau tai, đó chính là tướng sau tai thấy má. Hoặc những người phụ nữ khi chúng ta nhìn mà gò má nhìn rõ lộ ra xương, ít thịt, nhấp nhô, đây là loại người rất dễ làm phản. Họ có sự xảo quyệt, xấu xa, tư lợi, rất dễ chỉ đạo người khác. Vì vậy, chúng ta không nên kết giao với những người phụ nữ như vậy. Ngoài ra, người xưa còn có một bài thơ để mô tả những đặc điểm của những người phụ nữ sở hữu nét tướng xấu. Đàn bà khắc sát chồng con, mặt dày miệng rộng, trán còn lằn ngang, xoáy tóc trước trán mấy hàng, mặt nhọn gân nổi lại càng xấu xa, mày cao xương má lộ ra, lông mày mọc ngược thấy mà gớm ghê, lại thêm mặt chẹt môi chề, lông mày dựng đứng phù thê xa lìa, con ngươi vàng bẹt đỏ tươi, tròng trắng trắng giả là người sát phu, mũi mọc cụm lông u sù, miệng chúm như thổi lao tù chồng con, tai mỏng lật ngược vòng tròn, tóc nhám như cháy vàng son phai màu, tuổi trẻ rụng tóc tối đầu, hình phu khắc tử lệ sầu không vơi, đầu lủi trước bước đi sau, ngoảnh đầu ngoảnh cổ làm màu đong đưa, đầu to xói tựa gáo dừa, giả sau giả bệnh đánh lừa phu quân, đầu lép chán dẹp lưng chừng, chán rộng mày rậm cũng đừng vội tin, bao nhiêu tướng đã lộ hình là bao nhiêu tánh dân tình tà gian. Các bạn đã được lắng nghe video đàn bà sở hữu những đặc điểm này là những người độc ác vô cùng, vô phúc nếu lấy phải. Nếu các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để ủng hộ cho kênh Tử Vi. Xin chào và hẹn gặp lại.